Chào các bạn. Với tình hình là bà con cô bác hiện nay chúng ta là hay vào siêu thị ha, tìm những mẫu lon có in tên của mình các bạn ha. Nhưng mà tìm hoài không thấy ha. Thì sau đây là một bài tập nho nhỏ hướng dẫn thêm cho các bạn là tạo cho mình có cái lon tên riêng của mình ha. Rồi, mình chuẩn bị sẵn cho các bạn luôn. Đây là một cái lon các bạn ha. Rồi nhiệm vụ của chúng ta bây giờ viết tên lên thôi ha. Rồi, trước khi viết tên lên thì mình sẽ ứng dụng một cái bài tập nho nhỏ. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới ha. Đó, chúng ta sẽ dùng tới Pen nè các bạn. Pen tool ha. Cách sử dụng Pen tool thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào ha. Pen tool giống như là một cây bút các bạn ha, giúp chúng ta vẽ những cái đường cong hoặc đường thẳng ha. Chúng ta có thể vẽ đường cong, đường thẳng tùy ý ha. Đó, ta có thể uốn cong. Các bạn lưu ý là điểm đầu với điểm cuối á, thì phải kết nối với nhau. Khi chúng ta rê vào, chúng ta thấy cái hình tròn tròn á, là nó sẽ kết nối cái vòng tròn lại nè. Đó, ha. Rồi, ở đây khi bạn lít vào là nó sẽ có cộng nè. Để thêm nút các bạn ha, để chúng ta thêm. Ở cái đoạn này chúng ta thấy chưa có cong lắm thì chúng ta thêm nút vào ha. Hoặc là trừ nè. Nào dư quá thì chúng ta sẽ trừ bớt đi ha, những điểm nào dư chúng ta sẽ trừ bớt đi đó. Còn convert bone tool là khi chúng ta chọn cái công cụ này thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại ha. Đó, nó sẽ convert nó lại rồi ha. Đó chính là cái công cụ dùng bone tool là dùng như thế này ha. Thì chúng ta thiết kế những cái đường cong uốn lượn hoặc là những cái đường bất kỳ nào đó ha. Thì sau khi chúng ta nối hai đầu điểm đầu và điểm cuối với nhau rồi thì chúng ta sẽ giữ Control và Enter ha, Control Enter để tạo một cái lớp mới ha. Chúng ta tạo lớp mới và sau đó chúng ta sẽ tô màu vào thôi đó ha, Control Enter. Cái nhãn hàng nước ngọt của chúng ta thường là hay có cái đường cong sau lưng vậy đó ha. Rồi, ta thêm một cái lớp màu trắng nữa ha. Rồi, như cái bài học hôm trước mình dùng blending option mình tạo thêm cái bóng gì đó ha, cho nó đẹp đẹp chút xíu ha. Rồi, sẽ đảo lại ha. Rồi tùy ý các bạn thiết kế. Rồi tiếp theo là cái chúng ta quan trọng đây ha. Chúng ta sẽ viết tên chúng ta lên. Rồi sau đó chúng ta post file, post gì đó ha, hoặc là đi in ra chơi ha. Chứ giờ tên mình không có, giờ biết sao giờ ha. Rồi chúng ta sẽ chọn công cụ viết chữ bình thường ha. Rồi, ở đây á, trong cái thư mục của mình nó mình sẽ share cho các bạn hai cái phông chữ ha. Thì các bạn có thể copy hoặc là chạy lên luôn, cài đặt lên chạy ha. Rồi. Một cái tên là Loki ha. Đây. Mình có thể gõ tên mình vô ha. Này đúng là phông chữ của cái nhãn hàng này luôn các bạn ha. Còn các bạn muốn giống cái phông chữ mà trong mấy cái siêu thị hay bán á, thì chúng ta sẽ chọn phông chữ. Đây. For you. Đây, đúng phông chữ này rồi các bạn ha. Thì cái phông chữ này chúng ta sẽ gõ dấu bình thường. Rồi chúng ta sẽ cần Ctrl T hiệu chỉnh ha. Rồi, chúng ta vừa tạo ra một cái lon có tên của các bạn ha. Các bạn muốn
tên gì tùy ý các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây là một bài tập thêm nho nhỏ ha. Rồi, mời các bạn thử ha. Thì cái sổ của mình sẽ gửi trong cái phần download phía bên dưới cái phim YouTube này ha. Thì các bạn có thể download về và thử chơi ha. Có thể chúng ta làm gì đó tùy chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn.